Chị còn ngồi đây nha. Dạ. Tém tém lại nha. Tụi em có làm gì đâu. Trời ơi. Thấy ghê quá à, chị no rồi nha. Dạ. Chị đã no vì bữa cơm chó hai đứa mang cho rồi nha. Chị sao á? Bớt bớt lại đi, đâu phải trên đời có hai đứa yêu nhau đâu. Ủa tụi em thấy rồi, tụi em lo làm việc luôn á chị. Đây đúng em rồi. Đang cầm cái giấy đúng rồi, tụi em có làm gì đâu đâu. À chắc là nhân đây là hai đứa muốn nhờ chị đúng không, kiểu như thông báo đến toàn thể nhân viên trong công ty biết được về tình yêu của hai đứa đúng không. Ê, để chị đi thông báo. Ê, khoan 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 nha, chị mà không thú làm vậy kỳ quá hả. Kỳ không, kỳ không chị ơi. Sao chị làm vậy em sợ lắm, chị đừng có đúng làm rồi. Ừ, em sợ là em giữ miệng không có được, em cũng nói ra chuyện chị với lại anh đại thần đó. Đúng rồi, tụi em run rẩy lắm đó. Rồi. Hai đứa những cái hành động vừa rồi dễ thương lắm. Vậy hả? Làm nữa đi. Làm nữa nha. Làm chị em hỏi nha. Có chuyện gì? Ủa sếp. Dạ. Gì vậy sếp? Có chuyện gì xảy ra tại nơi đây? Tôi đi đằng xa ngoài trước cổng. Dạ. Tôi nghe tiếng của Mộng Thu la oai oái oai oái. Ai? Ai là người ăn hiếp Mộng Thu của tôi hả? Trời ơi. Ôi sếp. Sếp ghê quá vậy. Sếp vừa mới nói cái gì? Ai là người ăn hiếp Mộng Thu của tôi? Mộng Thu của tôi. Ôi. Sếp không sợ à, trong công ty này là mọi người nghe được cái chuyện mà sếp với chị Mộng Thu. Tại tôi thấy hai người thôi. Đúng tôi rồi. Dám công khai vậy. Đúng chứ. Rồi. Chị này bí mật với bốn người nha. Bốn người biết không được nha. Đúng rồi. Đúng rồi. Ăn hiếp hả? Ê. Quay lại câu chuyện. Ai? Khoanh tay lại xin lỗi Mộng Thu trước mặt tôi liền. Đại chị Thu chọc em trước chứ bộ. Chọc cái gì? Khoanh tay lại xin lỗi. Anh ơi quen ớt quá rồi, nó nghĩ em. Trời ơi. Vậy hồi nãy chị mới nói cái đó là cơm chó mắc ói luôn á. Ôi ơi. Ủa gì vậy? Chị kêu nói da gà mà. Cơm chó gì nữa vậy? Không có, mấy đứa giới trẻ bây giờ nó làm bắt gì? Trước mình hả? Nó bắt trước mình mà nó lố lăng lắm. Trời ơi. Ôi hổng tin. Ghê thiệt. Nè, kể từ giờ phút này. Dạ. Tôi khuyên hai người dạ. Nên kính nể Mộng Thu đi. Bởi vì sắp tới đây Mộng Thu sẽ là con gà đẻ trứng vàng cho công ty mình đó. Ê không. Ủa sếp tự nhiên giỏi lắm là đẻ con thì rồi, chứ là đẻ con cho anh thì có chứ đẻ trứng vàng đi. Tại sao tự nhiên từ vị trí người yêu anh em trở thành con gà rồi? Anh sẽ làm cho em đẻ. Không, anh sẽ làm cho em thành con gà đẻ trứng vàng của công ty. Nào là sao em không hiểu, anh giải thích rõ đi. Là sao không? Một cái công ty xây dựng lớn nhất Việt Nam đặt công ty 5G của mình mai đồng phục cho họ. Wow. Một cái hợp đồng rất là thú vị. Wow. Được nêu đích danh là người tới để bàn thảo cái hợp đồng đó. Ủa sếp sếp. Ủa đâu vậy? Sếp. Gì? Anh bị lộn hay sao á? Chị Thu là nhân viên kế toán thôi. Còn em mới là sale hoặc là đích thân anh đi ra gặp người ta anh mới bàn hợp đồng rồi, chứ còn là em. Đúng rồi. Là vậy, em tình là như vậy. Em biết cái hợp đồng đó thì em cũng đã lên bản kế hoạch chi tiết rồi để trình lên anh rồi anh đi bàn với người ta chứ sao là em được. Thì biết là như vậy nhưng mà cái này là hợp đồng theo yêu cầu. Không biết cái ông Tuấn gì trưởng phòng bên công ty đó. Dạ. Yêu cầu đích thân Mộng Thu qua để mà ký kết cái hợp đồng đó. À. Tuấn gì em làm sao quen cái người công ty xây dựng lớn nhất? Khoan chờ em. Chị quen gì hả? Dạ? Bà con họ hàng gì của chị hả? Không có, để coi lại coi bữa hổm thì bàn soạn thảo hợp đồng thì mình cũng có biết tên. Tuấn à, có nói cho anh nghe, bạn học cũ gì với em hồi xưa đó, học hồi trung học á. Bạn học cũ? Ồ, Hứa Minh Tuấn. Bạn học cũ, ổng nói là bạn học cũ của em. Ừ. Rồi, em biết rồi. Tuấn ảo thuật. Tuấn ảo thuật là họ coi Tuấn như hồi xưa suốt ngày cứ hả là họ diễn ảo thuật làm trò để mà tán tỉnh tôi nè. Trời ơi, cua chị hả? Tình bạn đẹp quá, coi như là hồi xưa là làm
tán tỉnh. Ủa, là xưa đi học chung là có tán tỉnh, có thích nhau hả? Không có, không có. Cái người đó là đơn phương em, chứ em mà trời ơi em cao giá dễ gì mà em có những cái mối tình học đường mà dắt dai rồi. Phải không? Anh biết mà, cao giá bởi vậy tới từng tuổi này vẫn chưa có gì hết, chỉ có anh bản lĩnh anh hốt em thôi. Đúng rồi, chính xác. Cao giá quá trời. chính xác. Thì đó, anh hiểu mà, thì bạn học hồi xưa thôi thì chắc là tin tưởng em tại vì biết tính tình hồi đúng đó. Rồi. Đặt lòng tin với em. Em nhớ rồi, bữa họp lớp gần đây nè, là gặp lại nên em cũng có nói về công ty chỗ em đang làm với mọi người thì chắc là anh nghe được. Chưa vui mấy nha. Sao ạ? Đang vui, chưa vui mấy. Sao vậy? Tán tỉnh thích thú nhau hồi xưa, rồi gần đây có họp lớp gặp lại nhau nữa hả? Họp lớp mà em mà ảnh là có vợ và ba con rồi. À, có vợ con rồi. Vợ con có gia đình rồi. À, vậy sao nó nói rồi. Dạ. Vậy tin tưởng em tại vì học với nhau hồi xưa. Rồi. Nên là tin tưởng, biết tính tình nên là em cứ nói là hiện trạng của công ty mình có bao nhiêu năng lực, có bao nhiêu công sức thì cứ nói cho họ để họ trực tiếp họ ký với mình. Đúng rồi. Còn một bước nhỏ xíu thôi là mình lấy được hợp đồng đó đó. Dạ. Anh vô anh soạn thảo hợp đồng xong rồi quý vị đưa em qua gặp anh Tuấn đó liền nha. Dạ. Dạ. Phải cân nha. Phải cân nha. Gà đẻ trứng vàng của công ty mình đó. Dạ. Anh nói em. Ăn khóc đi, ăn cám đi anh. Hai đứa điên này, dạ làm gì? Dạ, dạ em cảm ơn anh mà, tại vì cũng quá giờ trưa em ăn trưa công ty rồi. Dạ em cảm ơn anh ạ. Dạ. Ngày mai hả? Ngày mai thì em cũng có chút việc bận á. Dạ, anh thông cảm nha, dạo này công ty em cũng hơi lu bu. Uống nước hả? Dạ, để mình bàn xúc tiến xong xuôi hết cái dự án này đi anh. Ký hợp đồng hoàn tất xong xuôi hết thì em mới có thời gian được. Chứ thật ra là, dạ, em có quá nhiều chi tiết phải tự... Dạ, à, anh ơi, nhờ anh là bây giờ anh cúp máy đi. Xong rồi các anh kiểm tra đi. Em vừa mới gửi cái bản chỉnh sửa kế hoạch chi tiết cho anh rồi đó. Dạ, nhờ anh kiểm tra email giùm em nha. Dạ, em đang bận quá. Dạ, chào anh ạ. Dạ. Khách hàng làm khó chị hả? Làm khó? Cái gương mặt của chị nè, thà bị làm khó còn hơn. Trời ơi, cái này làm cái gì đâu mà suốt ngày cứ nhắn tin hỏi thăm. Nhắn tin hỏi thăm? Em ăn cơm chưa? Xong rồi hả, chị trả lời dạ em ăn rồi, gọi điện thoại hỏi nhưng mà em có muốn ăn nữa không. Trời. Xong rồi mời chị đi uống nước, ngày nào cũng vậy hết đó, sáng trưa chiều tối, một ngày làm 4 cử. Ê, ghê nha. Mà chị không hiểu nổi sao có thể nhây đến như vậy luôn á. Ê, à, có thể là gì biết không, ổng đang bị cô đơn sau ly hôn á. Ổng mới ly hôn hả? Ừ thì hôm bữa mới nói còn có vợ nên ly hôn rồi. Thì chị tưởng đâu á là hả, gia đình còn đang êm ấm, ai ngờ suốt ngày. Ê, mà sếp đại thần biết vụ này chưa? Không có cho anh biết. Ờ, ảnh chứ mà. Chứ em nói thiệt nha, ảnh mà biết á, ảnh là làng luôn á, nhiều khi bắt chị nghỉ luôn á. Nhưng mà chị sẽ không bao giờ nhận lời đi ăn trưa đâu. Không bao giờ có cái chuyện hẹn hò ăn uống gì với ổng đâu. Nên vậy. Khách hàng làm khó chị hả? Trời ơi, cái này làm cái gì đâu mà suốt ngày cứ nhắn tin hỏi thăm. Em ăn cơm chưa? Xong rồi mời chị đi uống nước, ngày nào cũng vậy hết đó, sáng trưa chiều tối, một ngày làm 4 cử. Ê, mà sếp đại thần biết vụ này chưa? Không có cho anh biết. Ờ, ảnh chứ, mà chứ em nói thiệt nha, ảnh mà biết á, ảnh là làng luôn á. Không bao giờ có cái chuyện hẹn hò ăn uống gì với ổng đâu. Nên vậy. Ừ, chắc chắn là đừng có hẹn hò. Dạ. À, chị Thu nè, công ty đối tác mời chị Thu đi ăn. Hẹn hò gì vậy Thu? À, thì anh Tuấn trưởng phòng bên công ty kia đang xúc tiến chuyện ký hợp đồng với em á. Thì à, thì những bữa ăn coi như là bàn công việc thôi. Đúng rồi, có dạ gì đâu. Có bữa ăn riêng công việc đâu. Bữa ăn riêng gì vậy Thu? Dạ thì kiểu như ảnh cũng có nhiều chuyện trao đổi giữa những người đã từng thân quen với nhau á. À, chỉ là bữa ăn đã từng những người thân quen với nhau. Dạ đúng rồi. Người ta có gia đình rồi mà. Ai nói vậy anh? Trời, người ta mới ly hôn rồi anh không biết vậy trơn.
Sao anh không biết vụ ổng ly hôn vậy Thu? Dạ thật ra thì em cũng mới biết à. Để anh thống kê lại coi. Ông ta đang là đối tác của mình, thường xuyên gặp gỡ em. Dạ. Và bây giờ có những cuộc hẹn hò đi ăn riêng với em, trong khi ông ta vừa mới ly dị và đang muốn phát triển cái mối quan hệ với ngưng ngay cái hợp đồng này liền, không phát triển hợp đồng này nữa, ngưng ngay cho tôi. À, sếp anh mình bình tĩnh, không được sếp ơi. Em nghĩ không được đâu, tại vì hợp đồng này á, đây là một đối tác lớn. Anh đã từng nói với tụi em á, đây là một đối tác rất là lớn và rất có tiềm năng. Nếu mà bây giờ mình bỏ đối tác này đi á, ảnh hưởng rất nhiều đến kinh tế công ty sếp ơi. Thì anh biết đây là một đối tác lớn. Dạ. Ảnh hưởng rất nhiều cho công ty. Dạ. Nhưng mà vì công ty, anh hy sinh luôn cả hạnh phúc của anh à. Anh bán đứng luôn người yêu của anh à. Thôi. Anh đẩy người yêu anh vào vực thẳm à. Người yêu anh bị thiệt thòi thế nào. Thôi. Trời ơi, anh tỉnh táo lại đi. Chỉ là hả, cái thằng bé này nó còn tuổi đời non nớt. Nó nghe cái câu chuyện của em xong rồi nó tự tưởng tượng ra thôi, chứ đâu có gì đâu gọi là nghiêm em trọng. Em đang nói anh non nớt. Không. Em đang nói anh đang tưởng tượng ra những câu chuyện đó hả Thu? Không phải anh. Hả? Tỉnh anh nghe em nói nè anh ơi. Bây giờ làm sao là có chuyện đó xảy ra được? Nếu mà là hợp đồng quan trọng nhưng mà phải ngưng ngay. Tôi không muốn Thu phải thiệt thòi như vậy. Dạ, thì công dạ. ty. Anh nhìn em nè, anh phải tin em chứ. Mình yêu nhau thì mình phải tin tưởng nhau chứ. Anh có tin em không? Em nói với anh nha, em đã có cách để có thể đảm bảo là hoàn thành tốt cái hợp đồng này với đối tác. Nhưng mà đảm bảo là em sẽ không thiệt thòi một cái gì hết. Em sẽ hy sinh thân xác của em sao? Anh tỉnh táo lại đi. Vậy thì em sẽ làm một cách nào khéo léo để mà ký cái bản hợp đồng này. Đúng rồi, mà em sẽ không hề bị lợi dụng thiệt thòi hay là một cái gì đó quá đáng nữa hết. Em sẽ có cách để rạch rõ ranh giới với đối tác. Anh có nên tin em không? Mình là người yêu thì phải tin nhau chứ. Em hứa chứ, em sẽ ký kết bản hợp đồng này và không cho cái ông đó đụng một chút xíu vào cơ thể em, đúng không? Chắc chắn. Anh tin em. Ấy, kìa. Tôi tin cô. Cứ vậy mà xúc tiến. Dạ. Vào đi. Dạ, sếp coi giùm em mấy mẫu thiết kế mới. Để đây, lát tôi coi. Bây giờ thì người ta có tâm trí đâu mà coi mấy mẫu thiết kế này. Chắc tại người ta vui quá rồi. Chiều nay ký được một cái hợp đồng cung cấp đồng phục cho một cái tập đoàn lớn nhất cả nước. Trời ơi, chúc mừng giám đốc. Không có sao. Cảm ơn nhiều cô nhân viên mỹ nhân của tôi. Thôi đi mày ơi, mày vô mày chỉnh trọng làm vẻ mặt giống như là sợ tôi lắm, giống như là nể tôi lắm vậy á. Bây giờ không có ai ở đây á, bây giờ thôi khỏi diễn xuất nữa, không ai trả tiền cách xê đâu. Ủa má nói chuyện đi. Ủa thôi má nói chuyện, không lẽ giờ anh muốn em vô cái đúng không anh? Cũng lẽ vậy hả? Cũng phải biết lễ độ chút xíu, thì dù không có ai thì mình thoải mái kiểu vậy được. Nhưng mà bây giờ thì thoải mái cho Quyền á. Thôi em chúc mừng thiệt mà. Chúc mừng anh, chúc mừng chị Mộng Thu nữa. Hai người có bộ hợp quá ha. Sau này là tương lai được rỡ nha. Cảm ơn nhiều. Không biết là cái lời chúc mừng đó là có thật lòng hay không, nhưng mà thiệt tình thì cũng cảm ơn em. Nhưng mà thiệt tình hay á, lần này Mộng Thu đã lập một cái công lớn cho công ty của mình, chắc chắn anh phải có phần thưởng cho Mộng Thu. Chị Mộng Thu à, chị mới nhắc tới em luôn. Lần này em ước ao có một điều ước gì, anh sẽ cho em một điều ước. Thiệt không anh? Đúng như vậy. À, anh sẽ thực hiện cho em một đúng điều như vậy. Lần này em đọc công lớn rồi. Em ước cái gì cũng được hả? Đúng. Vậy em xin được ước. Ước cái gì nè? Chiều nay em không đi ký hợp đồng đâu.
Ước cái gì kỳ cục vậy? Em đem về hợp đồng cho công ty như vậy được thì em mới có điều ước khác chứ, bây giờ tiên ước cái gì kỳ cục vậy? Ước vậy không? Em không cần biết bây giờ cái hợp đồng đó ai đi ký thì đi, nhưng mà em nhất định không đi ký cái hợp đồng đó đâu. Tại sao kỳ lạ vậy? Trời ơi trời, cái đó là công lớn của em, bây giờ chỉ cần là cái miếng bánh đã dọn sẵn lên rồi, mình chỉ đem về mình ăn thôi, mộng thu à? Không, đó là miếng bánh của công ty, nhưng mà em nè, em sắp sửa thành miếng mồi rồi. Trời ơi, em nhắc tới cái da gà đó nó nổi nè. Miếng mồi gì? Sao? Chị nói gì miếng vậy? Miếng mồi gì? Trời ơi, cái miếng mồi gì? Cái ông trưởng phòng kinh doanh bên đó đó. Hồi đó giờ là chị thả thính em 3 ngày thôi, bây giờ thả thính ban đêm kìa, gửi những tấm hình mát mẻ nó kìa. Trời ơi, ông biến thái vậy luôn hả? Không, 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 chỉ là mát mẻ thôi chứ không có gì biến thái. Có chuyện đó nữa hả? Mà anh biết rồi đó, đôi mắt trong trắng của em làm sao có thể chấp nhận những hình ảnh như vậy? Đúng như vậy. Em không ký hợp đồng đó đâu. Rồi còn cái chuyện cái lợi nhuận của công ty, miếng ăn của công ty em không biết nha. Coi như là em không còn dính líu đến cái chuyện này nữa đâu. Khoan đã, miếng mồi. Khoan đã, miếng mồi à? Hả? Bình tĩnh đi miếng mồi. Đúng. Suy nghĩ lại lợi ích chung nữa, miếng mồi à? Đúng. Miếng mồi. Còn cái miếng bánh của công ty thì sao, miếng mồi? Vậy là bây giờ anh muốn dâng em vô miệng cọp đúng không? Không. Vậy thì quyết định vậy nha. Không, phải đi chứ. Không, em không có ký. Tôi quyết định rồi. Tôi quyết định rồi. Anh quyết định gì? Không ký cho cái hợp đồng này là không được đâu. Đúng như vậy. Một miếng bánh như vậy, nhưng mà mình vẫn phải ký cái hợp đồng này. Nhưng người tiến hành ký hợp đồng đó dứt khoát không phải là Mộng Thu, và cũng không phải là tôi luôn. Tôi mà tới tôi gặp thằng Khứa đó, thằng Khứa đó chết với tôi. Vậy phải là một ai đó khác tôi và Mộng Thu ký hợp đồng này. Mỹ Nhân. Dạ. Mời cô đứng dậy. Hoàng Nam. Dạ. Cô đứng dậy luôn. Hai người còn lại đứng lên hết cho tôi. Ủa, sao một ơ, không tất một cả mọi người đứng lên từ đầu ta. Còn cần ha. Ê, sếp mà muốn làm gì sếp? Sao? Mọi người có cảm nhận thấy cái hình tượng gì không ạ? Có phải là bị phạt đầu tuần không sếp? Tôi đang đưa một cái hình tượng của công ty cho mọi người ngắm nhìn và cảm nhận đó. Mọi người thấy hình tượng gì không? Đứng thẳng và dương lên. Không, không biết cái gì hết. Không hiểu là ý sếp đang muốn nói gì. Dạ. Nên không có cảm nhận được. Khi bốn người đứng dậy, tôi có cảm nhận như là bốn người ở đây như là tứ trụ của cái công ty của mình. Thì ra tụi mình là xi măng cốt thép. Nói chung là nhìn vào cái đôi mắt của sếp mà xuyên qua cái cặp mắt kiến á, thì em cảm nhận được điều đó. Rồi, yeah. Mọi người ngồi xuống đi, mọi người cảm nhận được đó. Không có bốn người, không có ai trụ được cái công ty này hết. Dạ, yeah, em cảm ơn sếp. Mọi người hiểu không? Và bốn người đã có thành tích rất tốt. Chính vì vậy, tôi mới gọi bốn người tới đây để có buổi họp ngày hôm nay. Dạ. Dạ. Đó chính là tất nhiên là phải có thưởng. Dạ. Nhưng ở đây có nghĩa là KPI cuối quý này mọi người chưa hoàn thành được. Thưởng ở đây là gì? Nếu team nào hoàn thành xong KPI sớm, tôi sẽ thưởng một chuyến du lịch nước ngoài. Wow. Ôi, vậy còn team còn lại thì sao sếp? Team còn lại thì mọi người du lịch trong nước. À, du lịch trong nước cũng được, cũng được. Ở lại công ty để hoàn thành cho xong cái kế hoạch KPI của mình. Hiểu chưa? Tất nhiên có thưởng và phải có phạt. Sếp anh, em là phải nhất định cố gắng hết sức rồi. Để coi. Đó là tiêu chí của tôi trong công ty mà. Bên em chưa chịu thua dễ dàng vậy đâu. Dạ đúng vậy. Sếp mà nói là làm việc mà có thưởng một cái là có tinh thần làm liền. Mỹ Nhân. Mỹ Nhân. Dạ. Tại sao? Tại sao vậy hả? Tại sao vậy? Sáng giờ em đã uống nước gì chưa? Chưa. Chưa uống nước đúng không? Tại sao?
Tại sao anh lại nhìn khác như vậy? Hả? Tại không khác. Tại chưa. Em phải uống nước cam đi chứ. Ừ. Làm quá nhiều thấy nó ô về. Ê, mắc mới gì ô về? Ừ. Hả? Dạo. Tôi chăm sóc cho nhân viên của tôi thì có gì đâu ô về. Uống vô. Cũng sắp xếp như người ta mà sếp nơi tôi nơi vậy đó. Ủa? Chả thấy quan tâm gì nhau. Kêu à, sếp. Sếp. Ngồi đây nè sếp. Qua đây ngồi này sếp. Ủa? Nhìn gì vậy? Sếp đâu đi theo tôi đâu mà cậu kêu sếp. Không, em nói chị á. Cậu kêu tôi bằng sếp. Dạ. Thì tại em với chị làm chung dự án với nhau thì chị là sếp của em. Đúng rồi. Mỹ Nhân giờ là nhân viên của tôi tại vì Mỹ Nhân đang trực tiếp làm cho tôi. Đúng không? Ủa đâu có sốt, đâu có bệnh gì đâu mà sao tự nhiên là sao hôm nay kỳ cục vậy? Bệnh gì? Đâu có bị bệnh gì đâu, sao tự nhiên nay đổi tâm kêu kỳ vậy? Chị thấy bữa đến giờ em làm việc chăm chỉ không? Trời. Chị có hài lòng với cách làm việc của em không? Hồi nãy giờ nói gì chăm gì, nói sếp nghe coi. Sếp, sếp biết sao không? Trong mắt em á, sếp không chỉ là tài giỏi trong công việc đâu, mà đối xử với những nhân viên cấp dưới đó, sếp được yêu thương, bao dung, hòa đồng. Bởi vậy em mà nghĩ làm chỗ này em đi làm chỗ khác, em không biết tìm được một người sếp nào như chị. Hả? Nói thiệt. Trời ơi, trời ơi, nụ yêu cũng đau hơn người thường đó trời. Biết tìm đâu ra. Trời ơi. Mà vụ gì mà nãy giờ kêu sếp này sếp nọ, tôi nghe nói gì phân bì phân ơ vậy hả? Đó, bên kia kìa, người ta cũng sếp nhân viên mà người ta lo lắng nước cam rồi xịt khuẩn này nọ đồ. Trời ơi, tưởng gì có khó khăn gì đâu. Lo lắng cho nhân viên. Chị làm hết. Chờ chị chút xíu đi. Trời ơi, bởi vậy còn cái gì qua chị nữa. Chị là số 1. Nhịn gì? Nhịn gì? Thì đó, giờ có người lo cho rồi, muốn gì nữa. Nè Mỹ Nhân, em chưa ăn gì hết đúng không? Em ăn miếng bánh đi. Miếng bánh này có nhiều trứng nè. Em ăn này vô cho có bổ sung chất. Thấy gì chưa ăn? Bậy. Henry, để xuống. Tự nhiên vậy? Bánh của ai? Trời của tôi ơi. Tự nhiên lấy và đưa cho người ta ăn gì trời, không hỏi ý tôi. Henry. Dạ. Phật có dạy. Miếng ăn là miếng tồi tàn. Cho nên đây là một ly nước lọc. Chị rót cho em uống đỡ để nó thanh lọc cơ thể, giải độc tất cả những chướng ngại trong cơ thể của mình để mình trở nên an lạc và nhẹ nhàng hơn. Và sau đó để cho người ta ăn. Đúng ngày rồi. Mai chị sẽ mua chị cho em 10 cái như vậy luôn. Nhưng hôm nay em chưa ăn gì cả. Nhịn ăn Phật có dạy. Nhịn ăn không gọi là xấu. Em sẽ cảm thấy con người thoát tục và cảm thấy rất là nhẹ nhàng. Nghe lời chị đi ha. Chị ơi, chừng nào có khóa tu mùa hè kêu em tham gia với nha. Cái đó chị chưa nghĩ tới. Chừng nào có chị báo nha. Bây giờ chị đi nha. Chị. Bánh em mà. Chị nói không ăn là không ăn nha. Đừng ăn. Anh đói. Để tụi tôi ăn. Ăn đi. Ồ chưa mua gì. Không sao, ngày mai anh mua lại 100 cái. Anh dằn mặt bả cho em coi. Ăn đi. Đây, anh chỉnh lên mức cao rồi. Đó. À. Thích ha. Cái gì vậy? Ủa, mới ăn lên Henry. Cái gì vậy? Chết cha, sao rên dữ vậy? Cái gì vậy? Thịt lắm. Nhưng mà sao vậy? Tự nhiên đây công ty mà. Sảng khoái à. Sướng à. anh tặng cho cổ hả? Ừ. Rồi em không ngờ anh con người như vậy luôn đó. Mua mấy massage nãy hả? Mấy massage cổ nè, mới mua. Đừng có nói. Ủa gì vậy Henry? Có gì? Ờ, chỗ đã vậy cho mượn ơi. Thôi, gì vậy? Ủa, duyên của người ta đó. Trời ơi, không chờ thôi, làm như tôi thèm. Mấy massage này chỗ bình thường với tôi thôi, trời ơi. Mình chăm lo sức khỏe nhân viên bằng cách mua cái đó, mấy massage cổ, trị liệu. Anh đừng có nói vậy. Sếp của Harry á, cũng thương Harry lắm. Ủa vậy hả? Ủa, có thương không? Không trời biết. Ơi, không thấy ta, không, không biết. Henry. Đó, chị đứng ở Cà Mau chứ kêu lên á. Hello mọi người. À, chào chị. Henry. Dạ. Trời ơi, bữa nay hơi dài nha. Từ từ mai mốt phải kéo dài ra nữa. Trời ơi, thấy chưa, thấy sếp quan tâm tới từng hơi thở tôi không? Uống miếng nước đi để nó hồi dạ cho nó dài ra. Cái này chị muốn này cho em nữa nè. Dạ.
Trời ơi, thấy sếp tôi chưa? Thấy sếp quan tâm tôi rẻ tiền ghê chưa? Trời ơi, chị ơi, chị thấy bên kia đang đeo gì không? Thấy không? Cái trắng gì? Trắng đó. Máy massage cổ. Bên kia người ta quan tâm nhân viên tặng cái máy massage luôn. Chị tặng cho em cái bánh bông lan, ly cà phê chị. Ủa thì tại vì chị đáng giết căng tin thì chị mua lên cho em ăn thôi. Thì chứ bây giờ em muốn làm sao? Không có giá trị hết trơn, chị cũng phải sao với em chứ. Henry. Dạ. Trời ơi, hơi đâu mà mấy cái massage mà bằng điện tử đó đó hả? Em có biết là khi mà đưa vô trong cổ, vô trong người á, sau này á, cái luồng điện nó sẽ làm hại lắm không? Đi qua đây với chị, qua đây với chị, qua đây ngồi xuống đây. Gì? Ngồi xuống đây ngay, ngồi xuống đây với chị. Đây, nhân viên yêu quý của cuộc đời chị. Em cảm thấy hôm nay em rất là mệt mỏi trong công việc. Trời ơi, trời ơi. Và chị. Khi mà đích thân mà chị xoa bóp cho em, chị massage cho em, đã. Thì em cảm nhận đấy chưa à. Ở đây người ta bóp như thế này còn sướng hơn nữa đúng không Henry? Đúng rồi, còn đó như vậy cái mấy cái bài tắt tắt mà nó đâu có nghĩa lý gì đâu. Vậy hả? Còn mạnh nữa không Henry? Muốn mạnh nữa không? Thì mạnh nữa cho coi. Chị. Tính ra là ủa bà mới chụp vậy bà up lên liền mà cũng đẹp vậy luôn hả? Thì đúng rồi, bây giờ cần cái sự chân thực để mình tương tác với lại ơi, khách hàng nữa. Chị tính ra là phòng mình đèn đuốc ánh sáng đẹp nên là lên cũng đẹp khỏi cần chỉnh gì ha. Hoàn hảo. Có anh nè, trời ơi đầy đủ hết nè. Ai Liên nè, Mộng Thu nè, Hoàng Nam nè, Mỹ Nhân nè, Đăng Minh nè, ôi có Henry nữa nè. Trời ơi đẹp dễ sợ luôn ha.